Chào mừng anh em quay trở lại với kênh 360 Thần Tinh nhé. Thì giới thiệu với anh em cái quả lăng kính hai góc nhìn. Cái này mình tự làm, nó nhẹ, rất nhẹ luôn, không được một lạng các bạn ạ. Nó làm là nó không dễ đâu, nó hỏng đi hỏng lại. Cái này thì mình là mình quay thẳng, cái này nhìn thẳng. À, nhìn nó bị choán như vậy vì mình che cái ánh sáng, mình che ánh sáng, nhưng mình một khi mà mình nhìn qua kính ngắm thì nó không choán như vậy đâu. Mình nhìn bằng mắt ngoài, mình đặt mắt gần này, cái ốp này mình ốp của 6S nhé. Cái con này là con phải lướt, nó to lắm, to đùng và nó nặng. Đây mình gắn vào cho mọi người xem này. Anh em mà có nhu cầu làm ấy, anh em lười nhác không làm được ấy, thì có thể inbox cho mình làm cho, mình làm mình không phải buôn bán cái gì đâu. Anh em đam mê cùng thì mình làm, nhưng các bạn phải trả tiền vật liệu cho mình, 150-180 gì đấy, nghĩa là mình cũng lấy công một ít. Thì các bạn thấy không, nó nét căng luôn mà nó không có chói cái gì, kính trắng luôn, kính trắng, không có phải là đây như cái cửa kia kìa, là mình dán phim nhá. Thì nó mù lắm, dán phim thì nó mù, nhìn nó mờ mờ. Đấy, các bạn thấy không? Để sau đây mình gắn luôn vào kính ngắm cho mọi người xem. Rồi, gắn vào kính ngắm này nhá mọi người nhá. Này, cái tâm của cái thằng này, Discovery 3942 này, đồ cổ này nó khá mạnh. Nhìn nó hơi khó đấy. Đây, mọi người xem nhá. Nó sáng chứ không phải là nó chói. Một khi mọi người đã đặt mắt vào cái nơi ngắm ấy thì là nó che lại rồi. Thì nó cũng nó khử hết luôn cái độ chói rồi nhá. Mọi người thấy không? Nó nét căng như vậy. Cái máy này, cái cam của cái máy này nó bị bụi vào cái chỗ mắt ấy. Thì mình hay đưa nó đi rừng các thứ thì mình ném từ lưa đi. Mọi người thì làm ấy, mọi người chẳng hạn có nhu cầu làm thì cứ comment hoặc inbox cho mình sẽ làm cho các bạn. Và mình chia sẻ các bạn, mình khuyên các bạn nên dùng con gì ạ, con 4S thôi, con iPhone 4S đấy, dung lượng nó cao một tí thì các bạn đi, các bạn quay clip hoặc là các bạn ghi, mà nó bé, con 4S thì là nó bé nhá, mà cái chất lượng camera của nó cũng khá là trong. Cái này mình dùng con 6S thì nó hơi to, mọi người thấy không, ở đây trong cái nhà kia thì nó mình đang để điều chỉnh độ nét được mức có 15 thôi. Đây trong cái nhà kia nó tầm 50 mét, nó nét căng. Mọi người mà có nhu cầu làm ấy thì phải đặt cọc trước cho mình. Trường hợp mình làm ra mình xài không hết nhá, bạn đặt cọc trước cho mình 50.000 để mình mua cái ốp lưng cái điện thoại các bạn dùng ấy, mình mua về mình ướm, thì mình mượn điện thoại của tiệm ấy mình thử luôn cho các bạn, xong ấy mình gửi luôn cho các bạn thôi. Thì cái này nó dễ làm mà, gần như anh em đam mê mày mò làm được thôi. Nhưng anh em nào không có thời gian ấy thì có thể inbox cho mình làm hộ cho. Các bạn trả cho mình vài đồng chè nước, thế là mình gửi cho thôi. Này, cái ốp lưng là các bạn phải mua nhé. Nghĩa là các bạn phải đặt cọc trước cho mình 50.000. Xong đấy mình làm luôn, các bạn về chỉ có sẵn là lắp vào mà dùng thôi. Rồi, mình tí nữa mình đợi xem có con chim con chóc thì mình chơi luôn phát, các bạn xem nó phê nhé. Đây nha anh em, trời nắng chang chang luôn này. Mình quay vào mặt trời ấy thì là nó chói. Đây, mình quay lên trời thì nó chói. Còn mình quay ngang thì nó không chói đâu. Đây, mọi người xem nhá, mình thử luôn vài viên cho anh em xem. Cái kính này mình zoom ở mức độ mặc định 6 rồi, mà mình khóa tâm bằng ốc vít cho nên không zoom được. Rồi, với cái lỗ to cái luôn.
Bắn thử cái lá kia này. Không mở nhé.